Was that the first challenge? Mm-hmm. That was the first. We passed. Let's go. Không phải thịt rồi. Oh yeah. Oh no. Ở tập tiếp theo, các chàng trai sẽ phải tham chiến vào cuộc đấu đầy kịch tính để giành lấy cơ hội được hẹn hò cùng cô gái mà mình yêu thích. 사진 있습니다. Nhạy khí nhất này. Maybe là em. Vì mình không thể biết được điều gì ấy. Em cũng sẽ không nói trước. Oh my god. Những trận đối đầu này nữa sẽ diễn ra. Chỉ có kẻ mạnh mới nắm bắt được cơ hội quý giá này. I really want to win a date and... Thì mình nghĩ mình sẽ chiến đấu hết mình. 그냥 원래 하던 대로 다 이기고 돌아오겠습니다. 승리를 쟁취하는 모습이 되게 인상적이었어요. Và cặp đôi nào sẽ cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên tại thị trấn Hoàng Hôn xinh đẹp? Câu trả lời sẽ có trong tập 2 của Đảo Thiên Đường.